Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các cơ sở y tế tại thành phố Bà Rịa. Huyện Châu Đức, xe dù lấn át xe trong bến. Những thông tin thế giới nổi bật, Ấn Độ và Nga thảo luận các vấn đề quốc tế chủ chốt. Mỹ cảnh báo nguy cơ chết người ở Hawaii do khí và hạt độc hại từ nham thạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay ngày 22 tháng 5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, nhiều đại biểu cho rằng sự tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm 2017 đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, tăng trưởng trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Xếp hạng quy mô nền kinh tế Việt Nam trong năm qua tăng 2 bậc, từ vị trí 48 lên vị trí 46 trong tổng số 190 quốc gia, quy mô GDP đạt 220 tỷ đô la Mỹ. Các chỉ số về năng lực cạnh tranh như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đổi mới sáng tạo đều có sự cải thiện thăng hạng. Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong thảo luận tại tổ vào sáng nay là độ mở kinh tế của Việt Nam hiện đang đứng hàng 7 thế giới nên rất dễ bị nhạy cảm với những biến động về kinh tế xã hội thế giới. Do đó cần quan tâm đến thị trường trong nước và kiểm soát độ mở. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài thời gian qua vào Việt Nam không bền vững nên Việt Nam cần có sự chuyển hướng hoặc có định hướng chiến lược trong thu hút FDI. Trong đó chú ý đến 4 tiêu chí xanh, sạch, chất lượng và tính lan tỏa. Dự kiến lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sẽ được tỉnh tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Bà Rịa, với sự tham dự của khoảng 550 đại biểu. Tại buổi lễ, tỉnh sẽ tổ chức giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, trao danh hiệu cờ thi đua của chính phủ và chiến sĩ thi đua toàn quốc. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2015 đến 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh, 12 tháng 8 năm 1991, 12 tháng 8 năm 2021. Đây là nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì vào sáng nay. Ngoài việc tổ chức lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn phát động phong trào thi đua đặc biệt và tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thi viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, gặp gỡ giao lưu một số anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động với thế hệ trẻ, triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phim tài liệu về truyền thống thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua các thời kỳ. Cử đoàn đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh tham dự lễ kỷ niệm tại thủ đô Hà Nội. Tại cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu xây dựng phim tài liệu về truyền thống 70 năm thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với nội dung cô đọng, nêu bật những điển hình, mô hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt để giáo dục nêu gương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Thưa quý vị, tại cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, theo đề xuất của chủ đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Dự án khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm thuộc địa bàn xã Phước Thuận và xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn dự án Hồ Tràm đã triển khai xây dựng một số hạng mục dự án gồm khu hội nghị, sân golf, khối khách sạn khu A1. Để dự án phát huy hiệu quả, chủ đầu tư đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh công suất phục vụ giảm từ 61.000 xuống còn 53.580 người, bổ sung khu biệt thự nghỉ dưỡng 7,2 ha, điều chỉnh khu sân golf thành khu công viên nước, điều chỉnh khu xử lý kỹ thuật thành sân golf, điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển qua dự án. Đề xuất của chủ đầu tư dự án khu du lịch giải trí phức hợp Hồ Tràm được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức họp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Bà Rịa Vũng Tàu triển khai kế hoạch tuyên truyền kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6. Dự kiến kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018.
Kỳ họp lần này có nhiều điểm mới như các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn theo từng nhóm vấn đề, không tổ chức thảo luận tổ tại các địa phương trước kỳ họp mà sẽ chia tổ thảo luận ngay tại kỳ họp. Ủy ban Nhân dân không đọc các tờ trình tại kỳ họp mà các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ đọc thẩm tra tờ trình và thẩm tra báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại cuộc họp giữa Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Bà Rịa Vũng Tàu, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trước thời gian diễn ra kỳ họp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường công tác thông tin về các cuộc họp tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, họp thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết tờ trình của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, các buổi làm việc của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan để chuẩn bị kỳ họp. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ 6 và ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm cung cấp thông tin tài liệu kỳ họp để hai cơ quan lên kế hoạch tuyên truyền. Các phiên họp tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 6 sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát. Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin. Thưa quý vị, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình hoạt động của các cơ sở y tế khám chữa bệnh tư nhân tại thành phố Bà Rịa. Các cơ sở đoàn giám sát đến làm việc là phòng khám đa khoa Bình An ở phường Long Tâm và phòng khám Nhi Sài Gòn ở phường Phước Trung. Qua giám sát thực tế, đoàn ghi nhận các cơ sở đều có giấy phép hành nghề đúng quy định. Các cơ sở y tế khám chữa bệnh tư nhân tại thành phố Bà Rịa gồm phòng khám đa khoa Bình An ở phường Long Tâm và phòng khám Nhi Sài Gòn ở phường Phước Trung đều có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy. Chất thải y tế và sinh hoạt tại các phòng khám được xử lý đúng quy định, trang thiết bị được đầu tư khá hoàn chỉnh. Đội ngũ y bác sĩ của hai phòng khám đều là những người có kinh nghiệm. Qua giám sát hoạt động tại hai cơ sở này, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhắc nhở phòng khám Nhi Sài Gòn cần có phương pháp bảo quản vaccine đúng quy định nhằm tránh xảy ra những sự cố trong chuyên môn. Đoàn cũng đề nghị các cơ sở thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Y bác sĩ chú trọng tuyên truyền, tư vấn cách phòng tránh bệnh cho người dân. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức buổi nói chuyện về an toàn vệ sinh lao động cho hơn 450 đại biểu là cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và công nhân viên chức lao động của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Đồng thời trao tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo của địa phương. Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện về an toàn vệ sinh lao động được Phòng Chính sách An toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chia sẻ các kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ quan đơn vị, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, những hạn chế yếu kém hiện nay. Những nội dung được giới thiệu trong buổi nói chuyện về an toàn vệ sinh lao động do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức giúp cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và công nhân viên chức lao động của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xác định mục tiêu của chương trình an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan đơn vị, những thách thức trong quản lý an toàn vệ sinh lao động, nguy cơ tai nạn lao động, giải pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề được phát hơn 500 cuốn sổ tay an toàn trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động về các lĩnh vực xây dựng, khai thác và chế biến đá, sử dụng điện, thiết bị nâng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 920.000 đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu cũng tặng 210 suất quà cho công nhân viên chức lao động và người thân bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau, tai nạn lao động, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 72 cho 70 học viên là công chức, viên chức các sở ban ngành của tỉnh. Lớp học thực hiện theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn để học viên vận dụng tốt kiến thức lý luận Mác Lênin, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác của mình. Trong thời gian 14 tháng, các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính được trang bị các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng. Học viên cũng được giới thiệu một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Mặc dù Sở Giao thông Vận tải chưa cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhưng nhiều chủ xe vẫn ngang nhiên đưa đón khách trên địa bàn huyện Châu Đức đi thành phố Hồ Chí Minh.
Điều này không chỉ gây thiệt hại lớn cho các nhà xe chạy tuyến cố định tại bến xe khách Châu Đức, mà còn khiến cho công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh vận tải khách bằng ô tô gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân và một số nhà xe tuyến cố định trên địa bàn huyện Châu Đức, tình trạng xe dù bến cóc không vào bến bãi đăng ký kinh doanh, chạy ngoài tuyến cố định đưa đón khách tận nơi đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại xảy ra trên địa bàn khoảng 5 năm nay, nhưng rầm rộ nhất là từ 3 năm gần đây. Nhóm phóng viên thời sự theo chân đoàn liên ngành của Sở Giao thông Vận tải và Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh tuần tra kiểm soát tại một số tuyến đường của huyện Châu Đức mà xe dù thường hoạt động vào khoảng 3 giờ sáng. Để đối phó với lực lượng chức năng, các nhà xe chuyên chạy dù thường sử dụng xe trung chuyển 4 chỗ, 7 chỗ hoặc 9 chỗ, đưa khách tập kết tại một địa điểm, từ đó mới chuyển khách sang xe lớn hơn để tiếp tục hành trình. Thời điểm lực lượng liên ngành kiểm tra, trên phương tiện này có 4 khách. Tài xế Phân Trần đang chở gia đình đi thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh. Tuy nhiên, cả vợ và em của tài xế, theo lời tài xế giới thiệu, là đều im lặng trước các câu hỏi của lực lượng chức năng liên quan đến cá nhân tài xế như tên, tuổi, địa chỉ. 5 giờ sáng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hãng xe Phước Hiếu có trụ sở ở thị trấn Ngãi Giao với biển kiểm soát 72B-02064 đang chở 28 khách. Thời điểm kiểm tra, xe không có phù hiệu và hợp đồng vận chuyển hành khách, lái xe không mang theo giấy phép lái xe. Trước đó 8 ngày, chính xe này cũng bị thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi không có hợp đồng vận chuyển hành khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Biên bản này là hôm mới lập của anh rồi, là cái lỗi vi phạm của anh, nhưng là bữa nay lại lập lại y chang như thế. Của em là bây giờ đang ở Sài Gòn, cũng nằm trong bến miền Đông đàng hoàng, em chạy là chạy xe bến. Bữa nay là điều em qua đây là em đang chạy thế, ông tài xế này thôi. Anh em đã lập đã biên bản như vậy rồi, anh biết lỗi thì anh phải dừng ngay cái việc này, chứ anh lại vẫn vi phạm lại nữa là không được rồi. Bây giờ là anh xe của anh như vậy là không đủ điều kiện để mà lưu thông nữa, nên bây giờ trước mắt là anh kêu xe để sang khách đi, xong bắt đầu là rồi này sẽ lập biên bản nữa là tạm giữ xe. Xe dù thì đầy khách. Trong khi đó tại bến xe khách Châu Đức chỉ lác đác vài người đến mua vé. Xe dù ở đây là gọi là ba nhà xe thứ nhất là Phước Hiếu, nhà xe thứ hai là Tỷ Tùng, nhà xe thứ ba là A Lâm, mà nó hoạt động là nó rước hết khách của xe bến. Xe bến vô trong này đậu thì có bán được 1, 2 vé, 3 vé. Rồi thứ bảy chủ nhật thì hơi đông hơn, được cả chục người. Tụi em ở đầu trong này đó, nửa tiếng, một tiếng đúng giờ mới cho ra, rồi ra ngoài là không có một cái gì nữa hết đó. Nhiều khi em lại xe ra luôn, không có khách buộc phải quay về. Hoạt động của xe dù từ 3 năm nay rất là mạnh. Nó mạnh tới nỗi mà xe em không còn khách luôn. Do là mấy năm trước em chạy xuất bến lúc nào cũng 7 giá, 10 giá, 11 giá. Mấy năm nay em chạy tầng 3 giá, 2 giá không. Em xùi em quay về là vợ con em đói luôn, không có tiền. Em thì chấp hành nội quy của bến và nhà nước. Còn xe dù á, là ở ngoài, nó đi vòng vòng ở ngoài bến xe một bức hồi, tin, nó rước hết khách của bến xe. Em rất là bức xúc, tại vì khách điện thoại của em đợi họ để em rước. Nhưng mà xe dù đi trước đầu em là nó rước hết, thì em có nói, thì mà mấy anh nói rằng là chim trời cá biển, ở ngoài đường ai rước được thì rước. Nếu mà xe dù hoạt động như vậy, mạnh như vậy, mà nó bành tướng như vậy, thì xe dù phải có người bảo kê thì được. Chứ còn nếu chạy đúng như luật ban hành ra, xe dù của Sở Giao thông và Công an làm, thì trong vòng một tháng thôi là xe dù không cách nào chạy được hết. Tôi chạy xe đây là 17 năm rồi. Lúc trước thì nó thấy tụi tôi thì nó sợ, nó tránh, nó né. Cho lúc này thì hầu như nó đã tỏ ra thái độ là giờ tao phải chạy thôi, tụi bay không có cách nào dọ dẹp được tao được hết á. Xe dù không phải nộp phí qua hai đầu bến xe, không nộp thuế cho nhà nước mà tự do chạy bên ngoài đón khách. Mâu thuẫn giữa các tài xế trong bến và tài xế xe dù đã tồn tại nhiều năm và ngày càng căng thẳng. Thậm chí hai bên đã xảy ra xô xát, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ngày 4 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và PC67 đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải hành khách theo hợp đồng trá hình, hoạt động như tuyến cố định trên địa bàn huyện Châu Đức. Theo kế hoạch này, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 5, lực lượng chức năng của hai đơn vị tập trung xử lý các phương tiện vi phạm trên tại 3 tuyến đường trọng điểm: tuyến Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Hội Bài, Đá Bạc và Xà Bang, Láng Lớn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xử lý 21 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 54 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu của phương tiện là không có hợp đồng vận chuyển hành khách, không có phù hiệu xe, đón trả khách không đúng nơi quy định. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục có kế hoạch chấn chỉnh công tác vận tải hành khách trên địa bàn huyện Châu Đức.
Theo phản ánh của nhiều người dân sống ở tổ 2, khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, hơn 2 năm nay, một số công ty trong khu vực do rửa cát mà tạo ra bùn đất ngăn dòng chảy và làm nghẽn cống thoát nước, gây nên tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận thực tế tại khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh. Tại khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, hiện có 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên thường xuyên rửa cát. Quá trình rửa cát, bùn đất không có bể chứa nên tràn ra ngoài, chảy xuống ruộng. Có nơi bùn ngập đến gần 1 mét, gây hư hại hoa màu và đảo lộn cuộc sống của bà con. Nhưng mà từ trước giờ chúng tôi chưa thấy hiện tượng trường hợp nào mà như 3 công ty đã rửa cát, rửa đá như nước, ô nhiễm môi trường xảy ra dòng suối. Nó tràn ngập hết cái dòng suối mà nhà tràn ngập hết cả vườn, ruộng vườn chúng tôi. Mức bùn nó nâng cao lên cả 1 mét đấy, lấp cầu rồi. Bây giờ một trận mưa nhỏ là nước tràn hết đường, lụt đường. Trẻ đi học về là ngập đường, là lụt ban ngày không lội qua được. Ngập cả phía đường bên kia, ngập hết cả hai bên đấy. Theo sự tìm hiểu của tôi là 3 công ty trong kia đã xả thải ra cái dòng suối của chúng tôi đang sống. Nó đã ngập nước lên đường đi và cả vào khu đất canh tác và của chúng tôi. Đề nghị với kiến nghị với lại cơ quan các ban ngành ở trên là xem xét và giải quyết cho chúng tôi, chứ không thì nó mùi hôi thối bay lên gia đình chúng tôi nhiều quá. Trước tình trạng bùn đất ứ động gây ngập úng do hoạt động rửa cát, người dân ở tổ 2 khu phố Nơi Dinh, phường Kim Dinh đã nhiều lần đề nghị chính quyền yêu cầu các công ty xây dựng phải xây dựng bể chứa lọc bùn đất cho hoạt động rửa cát, đồng thời phải nạo vét kênh mương thoát nước trả lại nguyên trạng cho địa phương. Tuy nhiên các công ty này vẫn chưa có động thái khắc phục, nên mới chỉ có vài cơn mưa đầu mùa vừa qua mà tình trạng ngập úng trong khu vực đã trầm trọng. Ủy ban nhân dân phường Kim Dinh đã cử cán bộ kiểm tra và ghi nhận. Hiện trong khu vực còn công ty Đặng Phú Cường hoạt động. Còn cái phương án mà tụi em hứa với dân là sẽ nạo vét triệt để từ ngoài vào là đang chờ đơn vị thi công. Họ sẽ có phương án là đưa máy về và có hướng là xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất cho bên các hộ dân. Đầu tháng 3 cho đến nay thì sau khi lập biên bản thì 3 công ty này là không có thực hiện theo cái nội dung mà biên bản đã lập vào đầu tháng 3. Cho đến nay hộ dân và tổ 2 tiếp tục là phản ánh về việc này. Thì vừa qua thì Ủy ban phường và phòng tài nguyên tiếp tục làm việc với bên 3 công ty là Đặng Phú Cường, An Phú Thịnh và Hồng Hà, tiếp tục thực hiện cái lời hứa trong cái biên bản đầu tháng 3. Để khắc phục tình trạng xả nước thải, bùn đất tùy tiện gây tác hại đến môi trường, không thể chỉ trông chờ vào ý thức tự giác hay nhắc nhở của địa phương. Thiết nghĩ chính quyền và ngành chức năng thành phố Bà Rịa cần có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cuộc sống người dân và cũng là bảo vệ kỷ cương pháp luật. Vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cập nhật những thông tin thế giới. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi và Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã có cuộc gặp cấp cao không chính thức đầu tiên ở thành phố Sochi. Cuộc gặp này là cơ hội để hai nhà lãnh đạo tăng cường tình hữu nghị và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cũng như khu vực, theo đúng truyền thống trao đổi chính trị cấp cao giữa Ấn Độ và Nga. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ đã tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế chủ chốt và nhất trí về tầm quan trọng của việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi và Tổng thống Nga ông Vladimir Putin quyết định tăng cường tham vấn và phối hợp với nhau, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác với nhau thông qua các tổ chức đa phương. Quan ngại trước chủ nghĩa khủng bố và tình trạng cực đoan hóa, hai nhà lãnh đạo quyết tâm hợp tác và chống khủng bố dưới mọi hình thức, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục hòa bình và ổn định ở Afghanistan. Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đưa ra 12 yêu sách để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân mới, Iran đã lên tiếng bác bỏ những yêu cầu này, đồng thời gọi đây là hành động không thể chấp nhận được. Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani cho rằng những yêu cầu của Mỹ là không chấp nhận được và là sự lặp lại những chiến lược vô ích mà Washington từng áp dụng trong quá khứ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định lời đe dọa của Mỹ là phi lý và theo chủ nghĩa can thiệp, đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.
Trong khi đó, cùng ngày, Liên minh châu Âu-EU đã kêu gọi Mỹ duy trì những cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân, được ký kết hồi năm 2015, và khẳng định không có giải pháp thay thế cho thỏa thuận này. Liên tục bản tin là thông tin về an ninh. Chính phủ Indonesia mới đây đã đóng cửa hàng ngàn trang web đen nhằm đảm bảo mạng Internet không chứa nội dung liên quan đến cực đoan và khủng bố. Đây là động thái được tiến hành trong bối cảnh hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu trong hai tuần qua tại nhiều thành phố của Indonesia, khiến hơn 32 người thiệt mạng. Trước đó, Facebook cũng thông báo trong quý I năm nay đã dỡ bỏ gần 2 triệu nội dung cực đoan tuyên truyền cho các tổ chức khủng bố khét tiếng như nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Al-Qaeda. Cuối bản tin là thông tin về thiên tai thời tiết. Cư dân ở Hawaii, Mỹ đang đối diện với nguy cơ đe dọa tính mạng khi nham thạch tràn xuống Thái Bình Dương có thể sản sinh luồng khí axit hạt nhỏ độc hại trong không khí. Cơ quan phòng vệ dân sự Hawaii khuyến cáo những người điều khiển ô tô, tàu thuyền và người đi biển cần thận trọng với các luồng khí chết người được hình thành từ dòng dung nham đổ ra biển. Các dòng dung nham này có thể gây tổn thương phổi, kích ứng mắt và da. Đồng thời người dân nên tránh xa nước biển. Hiện lượng khí lưu huỳnh độc hại bốc lên xung quanh khu vực núi lửa cũng đã tăng lên gấp 3 lần. Một trận bão cát mạnh đã tạo nên một bức tường bụi khổng lồ bao trùm quận tự trị dân tộc Kazakh Aksai thuộc tỉnh Cang Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Hiện tượng bức tường bụi xuất hiện vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương, kéo dài từ Bắc xuống Nam và nhanh chóng lan rộng với sức gió trung bình. Trong khoảng 10 phút, bão cát đã bao trùm toàn bộ quận, làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 mét. Trạm khí tượng địa phương đã ban hành cảnh báo bụi màu vàng. Đồng thời, cơ quan này dự báo các khu vực lân cận sẽ còn xuất hiện bão cát trong 12 giờ tới. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 22 tháng 5. Những ngày qua do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên nhiều nơi xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao trên 37 độ. Hiện rãnh áp thấp ở phía Bắc hoạt động mạnh gây mưa rào và dông nhiều nơi và khiến nắng nóng tạm thời chấm dứt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Nền nhiệt giảm từ 2 tới 3 độ so với những ngày qua. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu nhiều mây, đêm nay chiều tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối từ 65 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Bà con ngư dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong cơn dông như gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 23 tháng 5 năm 2018, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 8 giờ, thấp nhất 100cm xuất hiện lúc 1 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau chương trình là bản tin Theo nhịp bóng lăn. Mời quý vị cùng theo dõi.